그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아. 흔들린 네 손가락. 그러니 한 번만 놀자. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아. 흔들린 네 손가락. 그러니 한 번만 ơi. Và đây chính là tất cả các cái vật phẩm mà hồi sáng nay mình hứa là mình sẽ cho mọi người xem á, khi mà mình nhận được quà từ nhà phát hành đó mọi người. Thì đây mình sẽ có là một cái bàn nè, một cái bánh và các cái đồ trang trí nội thất đó mọi người. Thì cũng như mình nói rồi, nếu như bạn nào mà có điều kiện thì có thể mua, để giống như là khi nào mà tổ chức party sinh nhật cho bạn bè mình á thì cũng xài mấy cái này để trang trí nhà, vì mình thấy nó cũng rất là đẹp á mọi người. Thì mọi người hãy giống như là suy nghĩ và coi có nên mua không nha. Đây tất cả đây mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình nha. Hãy để lại cái cảm nghĩ của mọi người ở phía dưới nè. Bye bye mọi người.